Cận vô, ngửa đầu lên cho sản phẩm vô. Sản phẩm sát mặt nào. Rồi. Tôi đánh giá rất là cao bởi vì gương mặt của bạn thần thái rất là tốt, gương mặt rất là high fashion và có một cái cá tính rất là mạnh. Tú An là một cái viên ngọc thô, cực kỳ thô. Nó vô cùng phù hợp, ra cái chất là supermodel. Nếu làm tốt thì hoàn toàn có thể chuyển lại thành thắng. Tú An sẽ hóa thân vào một supermodel. Và khi mà thấy Tú An xuất hiện với bộ trang phục màu đỏ, với cái layout tóc cũng như make up nó vô cùng phù hợp, ngay lập tức thấy Tú Anh ra cái chất là supermodel. Rồi, posing với lại sản phẩm đây. Cầm sản phẩm kìa. Đợt trước mình đã thất bại trong một tập thử thách của Mark rồi, nên là mình mong là thử thách này tỏ ra rõ mình. Tỏ rõ con khúc này với. Thấp xuống xíu rồi. Đúng rồi. Đúng. Cho vô cận nha, cận vô cận vô. Đối với bạn Tú Anh, tôi đánh giá rất là cao bởi vì gương mặt của bạn thần thái rất là tốt, gương mặt rất là high fashion và có một cái cá tính rất là mạnh. Và có một cái vũ khí đó là cái đuôi tóc rất là đẹp, rất là chặt. Cận vô xíu nữa được không? Ngã ra. Đúng rồi. Ok. Máy đang trước mặt đó, diễn với máy. Tú An là một cái viên ngọc thô, cực kỳ thô. Mà may mắn Phương đã phát hiện được ở trong cái vòng sinh tử. Khi mà biết thử thách là nhãn hàng MAC, nếu như Tuấn Ngọc còn, nó sẽ là cuộc đối đầu của ba thí sinh Xuân Hạnh, Tú Anh, Tuấn Ngọc. Ba cái màu sắc của ba thí sinh này sẽ hoàn toàn có thể chinh phục được nhãn hàng. Rồi xuống. Rồi những cái dáng gấp lên. Đúng rồi, đang cái dáng đang đẹp. Đúng rồi, đúng. Cận vô, ngửa đầu lên cho sản phẩm vô. Sản phẩm sát mặt nào. Rồi. Tú Anh cảm giác như là muốn phục thù. Vì mình đã từng một lần được nhãn MAC để ý và cho điểm rất cao. Và lần này nếu làm tốt thì hoàn toàn có thể chuyển lại thành thắng. Vì vậy mà Tú Anh rất là tập trung và tôi cảm thấy là hài lòng. Cận vô đấy, beauty rồi. Đồng dây cuối cùng. Rồi, ngước mặt lên. Đúng, giữ im. Esther. Rồi, ok. Mong là cái thử thách cuối cùng của mình sẽ vượt qua suôn sẻ. Và cái nét high fashion của mình sẽ được nhãn hàng hát để ý tới. Cố lên. Đúng, giữ im. Esther. Rồi, ok. Mong là cái thử thách cuối cùng của mình sẽ vượt qua suôn sẻ. Và cái nét high fashion của mình sẽ được nhãn hàng hát để ý tới. Cố lên. Đón xem đêm chung kết trực tiếp sẽ được diễn ra vào lúc 19:30 ngày 13 tháng 8 tại nhà thi đấu Nguyễn Du, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và định hình phong cách thời trang cá nhân phù hợp cho mình? Hãy liên hệ Học viện Xây dựng Hình ảnh Cá nhân Image Code ngay hôm nay thông qua số điện thoại 0988 515858. Bạn muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp? Bạn muốn sải bước trên sàn diễn thời trang mang đẳng cấp quốc tế? Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Hãy đăng ký ngay hôm nay thông qua hotline 0938 072 115.